Dạ. Dạ. Dạ, chào cô chú chị đến kênh Sang Sài Gòn để quay xung quanh mọi quán ở sao Mỹ Dục. Anh Thương vừa tối mùng 8 Tết có đêm nhạc phục vụ cho bà con của bác. Có nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, nghệ sĩ Gia Dũng Nhí, nghệ sĩ Lê Nam, ca sĩ Trường Sơn ha. Anh nhạc tối mùng 8 Tết rất là đông, kiếm một ghế ngồi luôn. Ở tớ ủng hộ rất đông luôn, đông cũng kiếm đông luôn. Đêm nhạc đã diễn ra rồi nhưng mà bà con cô bác vẫn tới luôn cả nhà ơi. À, nó vô luôn kìa. Thank you.
kiếp luôn. Thank you.
mạnh chứ, khỏe chứ. Dạ. Nè ông ha chú. Mong mình chú là được sao ha. Mỏng chút quá trời luôn. Chú năm này là ngôi sao miệt vườn xuất sắc nè. Đúng rồi, dạy dắt hay luôn. Dạ. Chú là ông này gì quá rồi. Sao Hải? Ca độc lạ rồi đang á. Dạ. Dạ, có nghe rồi. Dạ. Có thể là giao lưu với khán giả về một đoạn không chú? Giao lưu. Có thể cứ hát một đoạn cho khán giả của kênh con. Mẹ ơi qua qua cúc qua mai nào rồi. Giờ đây con đàn ngon lên đèo cao gió long ngay đêm bạc ngàn dâu gì rồi con cũng cùng về chị bên mẹ là mùa xuân thôi. Đêm nay núi rừng đó lành ráng sưng chúc mừng mẹ đâu đây nghe lòng lạc lội chơi bơi khi xưa những ngày bình lừa chưa sang bếp hồng quay quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa mẹ ơi con ngứa con sẽ chờ về dù cho xin đà đi qua dù cho em từng bay về ngang dâu gì rồi con cùng về chị bên mẹ là mùa xuân xuân tôi rồi đại diện cảm ơn chú nhiều nha. Mới thật vui khỏe nha. Con kênh YouTube là gì? Dạ, con kênh là Sang Sài Gòn. Sang Sài Gòn hả? Dạ. Mai mốt con sẽ liên hệ với chú đi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo. Xin chào.